Ma xin chào tất cả quý khách hàng đến kênh Isuzu Club của em ha. Thì bữa nay em sẽ quay cho quý khách hàng là một con xe Isuzu Brezza. Em chuẩn bị giao về Quảng Ngãi cho quý khách hàng này. Xe chưa có biển số nha quý khách hàng. Đó. Xe chưa có biển số. Thì cái xe này là em cũng làm giấy tờ, em cho xét không xe nhưng mà chưa có giá thuế. Cho nên quý khách hàng kêu không muốn lấy ngày tháng 7 âm lịch đó. Nên em cũng muốn hỗ trợ cho quý khách hàng để coi được cái ngày tốt nhất. Thì xe này nói chung là em cũng quay nhiều rồi, cho nên nó cũng không có quay nhiều quá. Thì trong cái quá trình mà em lên xe lồng thì em giao tận nơi mà, cho nên quý khách hàng cứ yên tâm về cái tính, không có vấn đề gì hết. Ví dụ như là nếu mà trong cái quá trình mà em giao xe mà có vấn đề thì em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thì con này là bản Brezza cao cấp ha, cao cấp một cầu. Thì cái con này nó thuộc dạng là một cầu, thì nó cao cấp nhất trong phân khúc rồi đó ha. Đây khách hàng rất là chịu chơi, gắn nút tù lai nè, 360 nè, gắn màn hình e-review mới luôn đó. Đây em đang quay để lát nữa kiểm tra cho khách hàng kiểm tra đồ có thứ ha, màn hình đồ đầy đủ hết nè, hoa đồ có thứ nè đó. Đây cái xe này. Rồi, bây giờ em chuẩn bị cho lên cầu nâng nha. Anh lên cầu nâng đi anh. Rồi, cho lên cầu nâng luôn. Em lên cầu nâng luôn ha. Đây. Chuẩn bị lên cầu nâng và giao con xe về với anh Hậu ở Quảng Ngãi ha. Đây, anh khách đang chuẩn bị đi tới nè. Đã vào đây lấy xe rồi. Nhưng mà chở thích cẩu xe ra, không muốn chạy xe biển số tạm thì em sẽ hỗ trợ luôn. Đó, thấy chưa? Cái này nhìn thấy chưa? Về cái vấn đề nói chung là em không có quan trọng là khách hàng mình khó như thế nào, chẳng qua khách hàng cái nhu cầu của họ muốn và mình đáp ứng, và ngay cả mình sẽ đặt vô khách hàng cũng thích sự an toàn khi mà giao xe. À, thấy không, đây anh kỹ thuật anh đang cái cầu nâng xuống nè, cái cầu nâng lên để giao về Quảng Ngãi ha. Đó, thấy chưa, cứ yên tâm. Đối với tí nữa em sẽ theo xe luôn. Lát nữa em theo xe luôn anh nha. Lát nữa em theo xe rồi có gì em giao xe xong rồi anh em mình về. Sao anh? Em tranh thủ đây. Rồi ok ha. Anh em tranh thủ. Rồi ok. Thì em xin phép sẽ kết thúc video tạm thời, thì có gì lên tính chỗ em sẽ giao xe ha. Rồi cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi, thì em sẽ nối tiếp cái đoạn clip này để cho quý khách hàng có thể xem trong cái quá trình và không bị gián đoạn nha quý khách hàng. Rồi em bắt đầu bước lên xe ha. Ok, thì em sẽ đi theo tài xế. Nói chung là ngồi cái xe này nó hơi dằn một xíu nhưng mà phải cố gắng thôi, biết sao vậy. Phục vụ khách hàng mình mà. Chờ xíu anh nha. Rồi. Rồi, ok, anh em xuất phát thôi. Nói chung là hỗ trợ hết mình. Rồi, đi thẳng luôn đi xong mà. Ok anh ha. Rồi. Bây giờ anh em xuất phát giao cái xe. Nói chung là phải cố gắng giao cái xe hoàn tất nhất cho khách hàng để hỗ trợ. Thì bây giờ em chuẩn bị cho xe xuống ha. Đây. Nói chung là cố gắng hỗ trợ xuống từ từ để cho khách hàng có một cái xe thật là tốt. Lát nữa em sẽ quay bên trong cho quý khách hàng xem. Gia đình anh chị nha. Đó ba đứa con. Nói chung là vợ chồng trẻ ha. Vợ chồng trẻ nhưng mà người ta chọn Isuzu là một cái giải pháp rất là ok. Tại vì quý khách hàng sao? Thế sao? Isuzu nó được cái là rất là bền. Bền. Tính năng cao, chất lượng tốt vậy thôi đó. Cho nên về cái vấn đề này quý khách hàng cứ yên tâm đi, khi mà em đã bán xe rồi thì cái tinh thần trách nhiệm em sẽ đặt hết vào cái xe này để hỗ trợ quý khách hàng đó. Thì đang xuống xe dần ha. Đây đó, xuống xe đó. Nói chung là không cố gắng là để không bị chạy xước cho khách. Không vấn đề gì hết, để cho khách có thể hỗ trợ cho khách em một cách tốt nhất.
không bị vấn đề gì hết, an tâm mà dùng xe ha. Đây à, đây màn hình nè, camera hành trình ha, rồi cái qua lăng xe có adaptive cruise control, phanh tay điện tử nè, phanh tay điện tử auto hold ha, đó đầy đủ luôn. Em chuẩn bị hoa đồ hết rồi, em giao xe tận nơi mà, cho nên cái quá trình này thì nó rất là cần thiết nha. Đó, đây xung quanh ghế hàng ghế thứ ba hay sau nè, cái này thấy không, em làm cái clip này quay nhanh, quay nhanh để có một cái clip tốt nhất hỗ trợ cho quý khách hàng. Đây phía sau dọn rửa sạch sẽ đồ hết rồi, giờ là em sẽ training hướng dẫn cho quý khách hàng ha. Ok rồi, ok, cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi. Nếu mà quý khách hàng nào có nhu cầu mua xe Isuzu mua ít thì em sẽ giao xe tận nơi, hỗ trợ quý khách hàng đăng ký và ra biển số nhanh gọn lẹ nha quý khách hàng nha. Rồi em kết thúc video tại đây, cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi ha.